Chị tặng cho anh gì đây? Chị tặng em quả cầu này là bằng thạch anh vàng rất là nhiều năng lượng của trời đất. Dạ em xin cảm ơn. Sức khỏe để đồng hành với em nhiều chuyến bay trong nước và quốc tế. Dạ em xin cảm ơn ạ. Cái này là hoa của trời. Hoa của trời là đông trùng hạ thảo, là tốt cho chất giọng của Phi Nhung. Wow, trời em cảm động quá. Phi Nhung có cho chị trò chuyện với Nhung. Dạ được, dạ được. Xin chào tất cả các quý vị có mặt tại khán phòng hôm nay ạ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là siêu thị điện máy Tân Hường. Hôm nay tôi cũng rất là mê giọng hát của Phi Nhung từ lâu rồi ạ. Và một cái thán phục của tôi với Phi Nhung đó là tôi được nghe một cái chương trình Hoa Mặt Trời của Chùa Hoàng Pháp. Thế hôm nay xin phép Phi Nhung được hỏi Phi Nhung quy Tam Bảo lâu chưa ạ? Dạ em quy từ lúc mới mẹ mới sanh ra. Ôi xin rất là chúc mừng. Nếu mà tuổi đời thì Phi Nhung năm nay là sinh năm bao nhiêu ạ? Dạ em sinh năm 73 ạ. À, thế tuổi đời thì chị hơn Phi Nhung 10 tuổi. Nhưng mà tuổi đạo thì chị lại kém Phi Nhung. Hôm nay rất là đúng là gặp nhau không phải tình cờ, từ vô thủy kiếp mấy chờ để gặp nhau ạ. Thì chúc mừng tất cả mọi người hôm nay gặp nhau ở đây ạ.